Các dạy con của Công Vinh, Thủy Tiên không để lại tài sản cho con, tuyệt đối giấu kín gương mặt. Bảo vệ môi trường là sao, mẹ có hiểu không? Bảo vệ môi trường tức là mình không để cho cái lớp của mình nó bị ô nhiễm với lại nhiều khói. Được mệnh danh là cặp đôi Beck Vic Việt Nam, Công Vinh và Thủy Tiên khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Sau khi lập gia đình, giọng ca ngôi nhà hạnh phúc ít tham gia vào showbiz. Nữ ca sĩ dành thời gian để chăm sóc tổ ấm nhỏ, làm từ thiện. Cách nuôi dạy con của Thủy Tiên cũng khiến nhiều người phải nể nang. Yêu thương con gái vô bờ bến nhưng Thủy Tiên có cách dạy con khá nghiêm khắc. Cô muốn con sống tự lập, không ỷ lại vào gia cảnh giàu có. Nữ ca sĩ tiết lộ đã cho nhóc tiền ngủ tại phòng riêng từ sớm. Đồng thời, Thủy Tiên cũng đổi vú em liên tục để con không ỷ lại vào một người. Nữ ca sĩ tin rằng một đứa trẻ độc lập lớn lên sẽ mạnh mẽ và không dễ bắt nạt. Chính vì để con sống tự lập nên vợ chồng Thủy Tiên quyết định không để lại tài sản. Nữ ca sĩ quan niệm mỗi người đều có số phận khác nhau, do đó cô không làm tất cả mọi thứ để dành cho con. Đứa trẻ phải tự làm ra những gì thuộc về nó thì mới có thể lớn được. Bây giờ, Tiên vẫn nói với Gạo rằng, tiền của ba là tiền của ba, tiền của mẹ là tiền của mẹ, tiền của con là tiền của con, không phải tiền của ba mẹ là tiền của con. Tiền của con là sau này con lớn lên, con phải tự đi làm. Tôi vẫn tin vào số phận lắm, chứ ngày xưa tôi cũng đâu có bất cứ một cái gì, hay là anh Vinh cũng vậy. Nhưng từ khả năng mình có thể làm ra được, có thể lo lại được cho cả gia đình, đó là số phận của tôi và sự cố gắng của tôi. Còn nếu như ngày xưa ba mẹ vuông vén cho tôi thì chưa chắc tôi có thể cố gắng được như ngày hôm nay. Chia sẻ trên Inva, Thủy Tiên cũng cho biết, tôi từng nói với con, tiền, nhà, xe của ba mẹ là của ba mẹ không để lại cho con cái gì hết. Những tài sản sau này con muốn có thì con phải tự lập, tự học, tự đi làm và tự xây dựng sự nghiệp của con. Vậy nên, trong suy nghĩ của bé, bất cứ cái gì cũng phải tự hết, không được nghĩ cái gì là của mình có sẵn từ nhỏ cả. Bánh gạo là trái ngọt của Công Vinh và Thủy Tiên sau nhiều năm mặn nồng, sinh ra trong một gia đình giàu có. Bố mẹ là người nổi tiếng nên từ nhỏ, nhóc Tiên đã nhận được nhiều sự chú ý. Công Vinh và Thủy Tiên luôn dành những điều tốt nhất cho con. Việc không công khai diện mạo ái nữ cũng là cách mà vợ chồng nam cầu thủ làm để tránh sự soi mói của dư luận. Có thể, quan điểm của các bà mẹ khác không giống với tôi cũng một phần từ hoàn cảnh sống mà ra. Thêm đó, chắc là vì một số bà mẹ khác chưa có va chạm với thị phi nhiều như tôi đã từng trải qua nên tâm lý bảo vệ con cũng chưa có. Chính vì thế, tôi giấu con cũng có lý do của riêng mình. Bé bánh gạo thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong các video và hình ảnh gia đình mà Thủy Tiên chia sẻ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ luôn khéo léo dẫn góc máy không lộ mặt con. Khán giả chỉ có thể nghe giọng nói và nhìn dáng người của nhóc Tì. Trước sự tò mò của công chúng, giọng ca ngôi nhà hạnh phúc cũng tiết lộ, khi nào sự xuất hiện của bánh gạo có ích cho xã hội thì chị sẽ đăng hình. Nhờ cách giáo dục đúng đắn và phù hợp của bố mẹ mà bé bánh gạo lớn lên rất thông minh và giàu lòng nhân ái. Thủy Tiên từng chia sẻ câu chuyện con nhìn thấy bà cụ nghèo bên đường đã nằng nặc đòi xuống xe để giúp đỡ. Nhóc Tì khi tặng quà cũng dùng hai tay cúi đầu xuống rất lễ phép. Không những vậy, thiên thần nhỏ còn muốn dành toàn bộ số tiền mừng tuổi của mình cho người nghèo. May mắn sinh ra trong gia đình giàu có nhưng không phải trước kiếp nào cũng tự hưởng tài sản sau này. Tuy nhiên, khán giả lại rất nể phục và ủng hộ cách dạy con của vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên. Thay vì ngồi mát ăn bát vàng, nữ ca sĩ muốn thiên thần nhỏ tự lập, tạo ra của cải bằng chính sức lao động của mình. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!